Yes, thành công rồi. Ha 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 ha. Ê vậy đây, ai là người đẹp nhất trong cái nhà này? What the hell? Ta phải nướng một món xúc xích thật là ngon. Wow. Chà, thơm quá. Sắp chín rồi. Tít tít. Đọc ui da có đọc ui da ui da có đọc ui da có đọc. Long ơi, anh Long ơi, anh Long ơi. Sao giờ này còn ngủ? Long ơi. Dậy dậy. Có kẻ tấn công, có kẻ tấn công. Dậy dậy dậy. Dạ trời ơi là chơi vậy. Dậy Long ơi, dậy dậy. Ây đâu quá. Dậy dậy, chúng ta bị tấn công mình Long ơi. Có một con kiến khổng lồ chúng ta bị tấn công rồi, hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Chờ một chút. Để đó tôi. Cái xúc xích của chúng ta nó ăn hết rồi. Mày thật là một con kiến tham ăn. Sức mạnh của ta. Hãy chúng ta hãy cắn. Chúng ta tiêu diệt nó. Cắn cái bàn chân của nó đi anh Long ơi. Không ổn rồi, chúng ta phải tìm một cách khác thôi. Vào lấy một bình xịt cho tôi. Bình xịt con trùng đó. Yes, thành công rồi, ha 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 ha.